Động viên lưu ý không nên đập gấp gáp, cứ đợi khán giả nói trên nào đập hết đập
vậy mới đội chính xác mới đó cao. Gắn thì ai giúp ta? Gắn thì ai giúp ta? Mười, mười, bảy. Hãy nghe khán giả, nghe khán giả. Tôi pha lên nhận giải thưởng của mình à. Xin mời cô Tý bước ra sân để thi đấu. Xin kính mời cô Tý. Cho cậy qua wow, bước chân vô cứ từ và chị bắt ra chuẩn bị đến lượt của mình ạ. À, cái này từ bên cứ tư à quay mặt vòng. Một, hai, ba, rồi thôi, rồi, dốc rồi. Lưu ý các vận động viên khi mình giơ tay lên là mình đập luôn, không có lấy cây gậy để sườn soạn không có lấy cái mà dò. Rồi lưu ý là lần sau mà lần sau sẽ lộ vòng. Rồi xin kính mời chị Quýt ạ. Chị Quýt được sao sao. Mười, mười, bảy, hai, tám, hai, chín, xin mời chị Hoa Lan. Xin kính mời chị Hoa Lan. Chú quay kiểu sợi chuẩn quá mà nhá. Quay kiểu quay là nhớ mình chắc chắn mình đập được trên xuống. Nên đập ngang. Quay trực tiếp. Quay trực tiếp là được ôi lên YouTube. Hay tôi là hay dẫn thờ chứ. Quay mình lên sau. Mên lên trên đó cậu bạn. Cậu bạn lên kia. Quay. Các bạn phải lưu ý tới lắng nghe ý kiến của khán giả. Mình đừng có nên đọc lộn. Có thể đọc lộn. Đi, chậm lắm. Quay cho lắm, quay cho mình. Quay cho lắm, quay cho lắm cho mình. Quay cho kia, quay. Quay cho lắm. Quay cho mình. Quay.
chưa điều trị xong, đã không thở và thở được ý tưởng của mình. Nay xin mời em chú ý ạ.